Xa thu lành thay dạ con xin sám hối Phật pháp tăng ạ. Ta mang ghê na quanh đề hằng ba đa văn sung quá rút ta mang bút thế vô ca li tô đô sô bút thô kha ma tu tăng ma măng con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần giữ chân đức Phật là đẳng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Út ta mang ghê na quanh đề hằng thầm mạnh cha đu quý thầm quá rằng thầm mê vô ca li tô đô sô thầm mô kha ma tu tăng ma măng con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Út ta mang ghê na quanh đề hằng sẵn khăn cha đu vi thô ta mang sẵn khê vô ca li tô đô sô sẵn khô kha ma tu tăng ma mang con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Dạ Nam Mô Bố Tha Giá Dạy. Nhưng con đã đọc mà Kinh Tam Bảo là con tính dâng biết lại cha sư để sư hoan hỷ chúc phúc với họ Phật tử chúng con trong ngày hôm nay cho trụ phước. Bhava tu sabba mangalang rakhan tu sabba devata sabba buddhaha inu phave na sada so thi phavandu te bhava tu sabba mangalang rakhan tu sabba devata sabba thamma inu phave na sada so thi phavandu te bhava tu sabba mangalang rakhan tu sabba devata sabba sangha inu phave na sada so thi phavandu te tất cả hành phúc hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì để người do nhờ quá đức của chư Phật, do nhờ quá đức của giáo pháp, do nhờ quá đức của chư tăng các sự thành lời thường thường đến người sô a tha la tho su vi tổ bi lo na ho bu ta sa sa ne a ro go su vi tổ hoi sa sa pe nya ti phi sa tha la tha su vi ta bi lo na ham Bồn tát sa sa ne aroga su vi ta hoi sa sa bê nha ti phi te a tha la tha su vi ta vru na ha bồ tát sa sa ne aroga su vi ta ho tha sa sa bê hệ nhà ti phi cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thu lành thay a ca sát tha cha bùm mát tha đi qua na ga ma hi ti ca bồ nhận nô a nu mô đăng tu chi đăng rắc khăn tu sa sa năng a ca sa tha cha bùm ma tha đề qua na ga ma hi thi ca bồ nhận nô a nu mô đăng tu chi đăng rắc khăn tu rắc tha kê a ca sa tha cha bùm ma tha đề qua na ga ma hi thi ca bồ nhận nô a nu mô đăng tu chi đăng ta khăn tu nhà ta vô a ca sa tha cha bùm ma tha đề qua na ga ma hi thi ca bồn nhận nô a nu mô đăng tu chi đăng rắc khăn tu pa ni lô a ca sa tha cha bùm ma tha đề qua na ga ma hi thi ca bồn nhận nô a nu mô đăng tu chi đăng rắc khăn tu nô sa đà chư thiên ngữ trế như không địa cầu thượng ngữ rõ thông mỗi đều long vương thành lực có nhiều đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con hộ trì phật giáo tăng bội các bậc thầy tổ an vui lâu dài nguyện thuộc tranh khỏi nạn tai chúng sanh được phước dài bệnh lao chúng con vui thu đạo màu tu hành tinh ngõ hầu siêu sanh.
dân kinh chi cú sa la cầm măng ca ta băng ki đi dân ma ma ca ye na qua cha ma na sa ti đa se gu su ga tăng ca tăng ye sát ta say ni no a thi ye sát ta a say ni no ca tăng buồn nhập pha lăng mây ăn sắp bê pa ghi pa quanh tu tê ye tăng ca tăng suy đi tăng đi năng buồn nhập pha lăng ma ya ye san ta sa cha na năng ti đề quá gần toa hi quê đã dùm sắp bê lô ca hi ye sắp ta chi quanh ta ha ra thi tu ca ma nuôn nhằng phổ phổ cha năng sắp bê la phần tu ma ma se sa ti phước căn con đã tạo thành võ thân khẩu ý tu hành diệu nên đều là phước bao vững bền có thể tiếp chung đổ lên thiên đàng cũng trời đau lời thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chữ thiên pháp thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an phước con hồi hưởng văn ba chúng nay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ngải chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay có người làm phước đứng rài lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quy ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường diện thao phước báo cung dường hỏa thành thực phẩm mùi hương thoa lòng ý đằng vô nhà tì năng hồ tu su khi tà hồn tu nhà ta vô ý đằng vô nhà tì năng hồ tu su khi tà hồn tu nhà ta vô ý đằng vô nhà tì năng hồ tu su khi tà hồn tu nhà ta vô do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây xin hồi hướng đến thân bằng nguyên thuộc đã quá vãng cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui nguyện thân nhân quá vãng thừa hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh ý đằng quá ta bùn nhằng đà năng à sa quát kha già và hồ tú xin cho sự phước thí mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm phước lành con đã tạo ra đời quá khứ hay là đời nay nghiệm chưa cho quả phương này nguyện thành pháp độ để hào phượng căn sau này dù tạo mấy lần từ nay cho đến siêu sanh niết bàn hễ làm chuyện tốt sẵn sàng mỗi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên giúp cho phiền não sớm yên trở mau giải thoát kê liền kiếp sau nếu tệ chẳng gặp phật nào nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành nguyện cầu tam bảo từ hằng hồ nguyện thoát bao tay nước lửa binh nguyện thảy chúng sanh thoái oan kết nguyện cho nhân loại ráng tu hành nguyện gìn tam học giới định tuệ nguyện đoạn tham sân si độc sanh nguyện giải căn nhân sanh tự khổ nguyện diệt tam thân ao lợi danh nguyện tu tinh tăng không dài đại nguyện giao đạo quả sớm viên thành dạ nam mô bút thai giá dạ thời cùng kinh tam bảo và xin giới chúng con cũng còn lại phút thì con kính dâng cái phần phước mà hôm nay của con đã làm cái phước lành thì con kính dâng đến chị Đại Đức Tăng ở trong cái room Phật giáo năm truyền dạ được an vui được nhiều sức khỏe và con cũng không có quên chia đây cái phước này đến cho tất cả các Phật tử có mặt trong room hoặc là không có mặt trong room cũng được cái phước an lành sức khỏe và được nhiều cái thuận may trong đời sống. Dạ nam mô Bụt Thầy giá. Thì cũng vừa đúng y là 5:30 và con kính dâng mít lại cho ngài.
Dạ, sa thủ kính cảm ơn Diệp Tam Phương. Nam mô Bích Hà giá, Nam mô Thẩm Ma giá, Nam mô Sân Kha giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, cảm ơn chị Mát Ta, cảm ơn Thiện Vũ Trang Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Tâm Phương khoan chạy nha, Tâm Phương ơi. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trị Đức, Thượng Tọa Quán Không, cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Tâm Phương ơi, ngày hôm nay là ngày giảng pháp của Thượng Tọa Quán Không. Tâm Phương thỉnh Thượng Tọa Quán Không coi hôm nay giảng đề tài gì, và Tâm Phương thỉnh Pháp Sư, chứ Tâm Phương thỉnh Ngài, Ngài im tru thấy không? Mời Tâm Phương trở lại đạo tràng nha. Alo, Nhật Quỳnh ơi, Nhật Quỳnh cứu giùm mình đi, đừng có cho ngài biết nghe từ về chứ. Từ bây giờ là mới đi qua nhà con trai có việc ấy. Xin sám hối trước Tam Bảo, nhờ 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 Nhật Quỳnh giúp dùm cho Tâm Phương tí nghe, mấy đứa đợi ngồi đấy chán quá. Dạ, xà thủ kính cảm ơn chị Tâm Phương. Công việc rất lu bu mà cũng chạy vào đạo tràng để bái Tam Bảo, không bỏ thời bây giờ phận sự của mình rất là hoan hỷ. Dạ, Nam Mô Bích Hà giá. Dạ, con thấy sư đã cho đề tài rồi. Như Quang ơi, làm cao bên đời nghe đi Như Quang. Dạ, Nhật Quỳnh xin điền khuyết cho Tâm Phương. Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư, trước khi đạo tràng chúng ta được Thượng Tọa Quán Không giảng giải đề tài năm điều bất hạnh. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sân Kha giá. Nam mô Ta Sa Phagawato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagawato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Phạm Thiên Phật ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hay. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh giữ pháp từ, đó là Nhơn Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng trăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tử bi. Chúng sanh ngồi khắp chúng ni, tôi mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Quán Không từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được thính pháp năm điều bất hạnh. Và dạ, cảm ơn Như Quang đã cho khẩu bên nào. Dục Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được ăn vui tiến hóa, và dạ, con kính dâng bích đến sư. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính lễ chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý cô quý thiền nữ trí thức trong đạo tràng. Sáng hôm nay con không xin
chia sẻ đề tài năm điều hạnh phúc, năm điều bất hạnh, hoặc là năm điều suy vong, năm điều bất hạnh hoặc là năm điều suy vong. Có năm điều bất hạnh hoặc là suy vong. Thứ nhất đó là nha tí gia sanh ăn, là suy vong về thân quyến. Thứ hai, phát gia sanh ăn, là sự suy vong về của cải. Thứ ba là ra ra gia sanh ăn, là sự bất hạnh vì bệnh hoạn. Thứ tư là si la gia sanh ăn, là sự hư hại về giới hạnh. Thứ năm là ditha gia sanh ăn, là sự hư hại khiếm khuyết về kiến thức tri kiến. Như vậy là sáng hôm nay còn không xin chia sẻ cái đề tài là năm điều suy vong, là gồm có là về suy vong về thân quyến, suy vong về tài sản, hoặc là bất hạnh về bệnh hoạn, sự hư hại về giới hạnh, sự hư hại khiếm khuyết về kiến thức, về trí kiến. Nói về thân quyến thì chúng ta cũng biết là trong thân bằng quyến thuộc thì có là cha mẹ, anh em, bạn bè, vợ chồng, con cái. Thì trong cuộc sống thì không phải ai cũng được đầy đủ như vậy, mà rồi thì có người thì không có được đầy đủ, gia đình không có được đầy đủ, có khi thì không có cha, có khi không có mẹ, có khi là mồ côi cả cha lẫn mẹ, hoặc là không có anh em, hoặc không có bạn bè thân thích quyến thuộc nhiều. Thì chúng ta sống đơn độc giữa cái cuộc đời này, thì như vậy là chúng ta bị suy vong về thân quyến. Rồi trường hợp thứ hai là sự suy vong về tài sản. Thì trong cuộc sống thì chúng ta cũng cần phải có tiền, cần phải có nhà để ở, cần có xe để đi lại. Cần có áo quần để mặc, hay là cần có những cái nhu cầu thiết yếu, vật thực để ăn, vân vân. Nhưng mà rồi chúng ta bị thiếu, không được đầy đủ về tài sản, thì đó là nó suy vong về tài sản. Hoặc là đôi khi chúng ta có một số tài sản lớn rồi, làm mở công ty, mở những cái dịch vụ, hoặc là làm ăn, rồi thì bị vỡ nợ, bị thế này thế kia, thất bại, thì chúng ta không còn cái số tài sản lớn đó nữa. Thì đó là sự suy vong về tài sản. Rồi thứ ba là sự bất hạnh vì bệnh hoạn. Thì chúng ta là cái người con Phật thì ai cũng biết là sinh lão bệnh tử, thì sinh ra, lớn lên, rồi già, rồi bệnh, rồi chết. Thì đó là cái tiến trình bình thường. Nhưng mà có những cái người, có những cái đứa trẻ sơ sinh, mới sinh ra thì cũng đã có những bệnh bẩm sinh rồi. Thì rồi trong cái cuộc sống hàng ngày thì đôi khi chúng ta cũng
có thể bị những cái bệnh này bệnh kia. Và cũng xin nói thêm là về bệnh hoạn á, thì nó có bốn nguyên nhân. Đó là do vật thực, do thức ăn, chúng ta ăn những cái thức ăn nó quá đắt chẳng hạn, thì nó sinh ra bệnh. Thì đó là về vật thực, rồi về nghiệp, rồi về tâm, do tâm hoặc là do thời tiết nóng lạnh, nóng quá hoặc là lạnh quá, thì chúng ta cũng phát sinh ra những cái cơ thể chúng ta phát sinh ra những cái bệnh cảm cúm chẳng hạn. Rồi trường hợp thứ tư đó là sự hư hại về giới hạnh, sự hư hại về hạnh. Thì chúng ta sống trong cuộc sống hàng ngày thì đôi khi chúng ta làm những cái điều bất thiện, làm những cái điều không có lợi ích cho mình, không lợi ích cho người khác. Chẳng hạn như là sát sanh, hoặc là trộm cắp, hoặc là nói dối, vân vân. Rồi thứ năm, đó là sự hư hại khiếm khuyết về kiến thức. Thì chúng ta đôi khi có những người vì hoàn cảnh thế này thế kia, không được học hành, không được có thời gian để mà nghiên cứu, tìm tòi học hỏi thêm về cái kiến thức, cũng giống như là được nghe, được được dạy những cái điều chân thiện mỹ. Thì đó là năm điều suy vân hoặc là năm điều bất hạnh. Nhưng mà từ năm cái điều suy vân và năm cái điều bất hạnh này á, thì Quảng Không mới mới có một cái suy nghĩ là chúng ta hôm nay thì chia sẻ về năm cái điều ngược lại. Năm cái điều ngược lại đó là chúng ta hương thịnh, được tăng trưởng, được hương thịnh về thân quyến, về bằng hữu. Hoặc là thứ hai á, chúng ta là tăng trưởng về tài sản, hưng thịnh về tài sản. Rồi thứ ba là chúng ta có sức khỏe tốt. Rồi thứ tư á, là chúng ta có được một duy trì cái giới hạnh, không có bị hư hại. Và thứ năm á, là tăng trưởng về cái kiến thức, về trí kiến. Bây giờ không xin chia sẻ về cái điều thứ nhất, đó là thân bằng quyến thuộc. Thì chúng ta là những cái người Phật tử, những người học Phật, sinh hoạt trong rung Phật giáo Nam truyền do Ngài Trị Đức làm mở ra để hướng dẫn, để chỉ dạy chúng ta những cái điều hay, những cái điều tốt đẹp, để cho chúng ta sống trong cuộc sống được nhiều an vui. Rồi thì trong rung của chúng ta có những cái bạn đạo, có những cái thiền trí thức tham gia sinh hoạt ở trong rung của chúng ta, thì chúng ta có được
cái sổ quyển thuộc rất là đông và rất là chất lượng, và phải nói là chất lượng cao. Thì đó là về phần thân bằng quyển thuộc. Thì khi mà lên tham gia sinh hoạt ở trong room Phật giáo Nam Truyền thì chúng ta được tăng trưởng, được hưng thịnh về thân bằng quyển thuộc. Đó là những cái người bạn đạo, những cái người cùng tu học Phật. Thì đó là cái điều thứ nhất. Khi chúng ta sinh hoạt trong room thì được một cái điều lợi ích, đó là chúng ta có rất nhiều thân bằng quyển thuộc ở trên mạng, trên room. Cái điều thứ hai đó là tài sản tăng trưởng. Tài sản tăng trưởng khi sinh hoạt trên room thì chúng ta cũng tham gia cúng dường, là bổ thí hoặc là cúng mừng, thì đó cũng là một cái cách mà chúng ta tích lũy cái hành trang, cái tư lương. Đó là cái tài sản mà chúng ta sẽ mang theo. Đó là cái tài sản mà chúng ta sẽ mang theo. Rồi trường hợp thứ ba, đó là có sức khỏe tốt. Thì chúng ta có sức khỏe tốt thì chúng ta mới có sức thiền, có tham gia ở trong cái room Phật giáo Nam Truyền này. Còn nếu không thì chúng ta không có sức khỏe thì chúng ta cũng đi bác sĩ hoặc là nghỉ ngơi, uống thuốc, uống men, vân vân. Thì cái sức khỏe chúng ta có được, vượt qua được những cái trận dịch nó bùng phát mà chúng ta vẫn còn hiện diện ở đây, thì đó cũng là một cái điều mà chúng ta có được một cái sự sức khỏe. Rồi cái điều thứ tư, thì sáng nào theo cái chương trình đó, thì quý vị Phật tử đều lễ bái Tam Bảo, rồi thọ trì Tam Quy Ngũ Giới. Rồi thì chúng ta nguyện là giữ ngũ giới cho trong sạch, không sạch sanh, không trộm cắp, không lừa dối, không tà dâm, không uống rượu và các chất say, vân vân. Thì đó cũng là một cái sự tăng trưởng về giới hạnh, tăng trưởng về giới hạnh. Rồi điều thứ năm, thì khi chúng ta vào sinh hoạt ở trong room thì chúng ta được nghe chư tăng chia sẻ, được giao lưu với bạn đạo, rồi chúng ta được học hỏi rất là nhiều điều. Chúng ta được học về kinh kệ, rồi ví dụ pháp, rồi chia sẻ những cái điều hay trong cái con đường tu học của mình. Cho nên càng ngày chúng ta càng có được một cái tri kiến rất là vững chắc, và có một cái kiến thức rất là tốt. Thì
Thì còn không thì mời trở lại rung gần đây. Còn trước đó thì cũng được cũng gần 5 năm rồi. Thì còn không không trở lại. Chưa cũng rời rung để còn cái công việc riêng. Thì người ta thường hay nói là một ngày không gặp thì cái võ công nó đã khác rồi. Cũng gì là 5 năm, 1 năm thì 365 ngày, mà 5 năm thì biết bao nhiêu là ngày. Cho nên khi mà trở lại với Rum Phật giáo Nam Truyền thì còn không thấy rằng cái kiến thức, cái trình độ học học Phật của quý vị nó khác biệt lắm. Nó rất khác biệt. Khác biệt rất là nhiều. Thì đó là một cái sự tăng trưởng về kiến thức, về Phật học. Cho nên khi mà chọn cái đề tài là năm điều suy vong, năm điều bất hạnh thì còn không nhận thấy ở trong rung của chúng ta thì được năm điều ngược lại, cho nên còn không xin trình bày và chia sẻ để quý vị nhận thấy, nhận thức được rằng chúng ta lên sinh hoạt trên rung Phật giáo Nam Truyền thì chúng ta được năm cái điều hưng thịnh, năm cái điều tăng trưởng, năm cái điều tốt đẹp mà chúng ta có thể tích lũy được, có thể có được về mặt thân bằng quyến thuộc. Thì chúng ta có những cái người bạn đạo, đó là một cái điều rất là tốt đẹp, có những cái gần gũi những cái bậc thiền trí thức, thì đó là một cái điều rất là cần thiết trên cái con đường học Phật của mình. Người ta nói là cơm có cánh, tu hành có bạn, mà chúng ta có rất nhiều người bạn đạo thì đó là một cái điều khi nào cũng cảm thấy là có được những thiện trí thức, có những người có biết, có học về Phật pháp, thì đó là những cái người cùng đồng hành với mình trên cái con đường học Phật. Về tài sản thì chúng ta cũng tham gia chia sẻ cúng dường trong những cái dịp lễ dân y chẳng hạn, đúng không? Thì đó cũng là một cái sự chúng ta có cơ hội để tích lũy cái phước thiền. Đó là cái hành trang mà chúng ta không có, đó là tài sản mà chúng ta không bao giờ sợ mất, không bao giờ sợ mất. Rồi có sức khỏe tốt thì ở đây chúng ta cũng có thể suy nghĩ xa hơn. Cái sức khỏe thì thường thường chúng ta nghĩ đến cái thân, nhưng mà khi mà chúng ta có học Phật một thời gian rồi thì chúng ta thấy rằng cái tâm nó cũng cần có sức khỏe. Cho nên hay chúng ta thường hay nghe nói là thân bệnh nhưng tâm không bệnh, thân bệnh nhưng tâm không bệnh. Thì chúng ta tham gia sinh hoạt học Phật trên rung thì chúng ta cũng càng ngày thì cái tâm chúng ta càng nhẹ nhàng hơn, càng có được cái giây phút an lạc hơn, thì đó là cái tâm chúng ta nó không bệnh.
rồi thọ trì quý giới. Sáng nào chúng ta cũng thọ trì tam quy ngũ giới thì chúng ta cũng có được một cái giới hạnh. Bình thường thì chúng ta không quan tâm hoặc là chúng ta không nghe thầy, nghe đến cái điều đó, những cái điều đó. Nhưng mà vào trong rung thì sáng nào cũng được nhắc nhở, rồi cùng với những cái bậc thiền đi thức, những cái đạo hữu trong đạo tràng, chúng ta cùng nguyện là ngày hôm nay chúng ta không có sạc sanh, ngày hôm nay chúng ta không có nói dối, ngày hôm nay chúng ta có lấy của không, ngày hôm nay chúng ta sống chân chính, không có tà hành, rồi ngày hôm nay chúng ta không có uống rượu hoặc là dùng các chất say. Thì ngày hôm nay nếu chúng ta giữ được những cái điều đó thì cái giới hạnh của chúng ta ngày hôm nay nó được trong sạch. Và ngày nào cũng vậy thì chúng ta có được một cái tích lũy được một cái phước báo. Rồi tăng trưởng về kiến thức, mà ở đây là những cái điều mà Đức Phật đã giảng dạy cách đây hơn 2.500 năm, rồi được chư tăng trùng tụng, rồi chia sẻ hướng dẫn với quý vị. Và rồi một ngày qua đi thì chúng ta có được một cái sự hiểu biết, sự học hỏi, rồi tích lũy từng chút từng chút. Ngay cả cái vấn đề mà học học Pali và đọc kệ Pali hoặc là lễ bái tam bảo bằng Pali hoặc là thọ trì quý giới Pali thì hồi trước á, khi mà còn sinh hoạt trong rung trước đây á, thì vẫn có vị là thậm chí mà nghe đến đọc Pali là bỏ chạy à. Nhưng bây giờ thì gần như là nó nhuần nhuyễn, nó nhuần nhuyễn. Rồi còn còn đi xa hơn, còn học. Như bữa khi trên rung chúng ta thì có một vị Phật tử thắc mắc về cái chữ su, cái tiếp đầu người chữ su chẳng hạn, thì vậy nha, thì cũng không nghĩ là đã có một cái quá trình học về Pali cũng đã lâu lắm rồi, và tích lũy được một số kiến thức cơ bản cũng như là nâng cao rồi, cho nên mới đề cập đến những cái điều đó và chia sẻ những cái điều đó. Chứ chưa nói đến ví dụ pháp hoặc là chưa nói đến những cái bài kệ bài kinh quý vị thuộc rất là nhiều, nhớ rất là nhiều, nhất là ví dụ pháp quý vị học một cái thời gian bao lâu thì còn không có biết, nhưng mà trong cái quá trình mà quý vị lên đặt câu hỏi hoặc là chia sẻ hoặc là trả bài, bây giờ học về ví dụ pháp thì còn không thấy đối với còn không á, thì cái môn ví dụ pháp á là cái môn khó nhái nhất, mặc dù là cố gắng học, cố gắng đọc, nhưng mà nó thâm nhập không bao nhiêu cả. Chỉ nhớ những cái điều cơ bản, mà may mắn là có được cái cuốn ví dụ pháp cơ bản do thầy Kinh Milanda soạn rồi còn không đọc thì thầy
nó dễ hiểu mà dễ nhớ. Và rồi mình không khi mà đọc được cái cuốn ví diệu pháp cơ bản đó rồi thì không còn sợ với cái môn diệu pháp nữa. Chứ còn khi kia thì nó rỗi nuôi là vậy, nó rỗi nuôi này. Nhưng mà rồi thì những cái điều cơ bản đó thì may ra thì còn 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 nhớ được, chứ còn ra ngoài khỏi cái điều cơ bản đó thì bỏ tay. Không nhớ nổi, nó rỗi. Nó lộn cái chi pháp này qua chi pháp kia, rồi nó lộn cái này qua cái nọ, nó lung bung vậy. Nghe định mà chi tiết hơn là lung bung liền. Thì cho nên rất là hoan hỷ, rất là thẳng thắn những vị Phật tử, quý vị đã đến với đạo tràng Phật giáo Nam Truyền để tinh tấn cố gắng tạo những cái điều kiện cho chính bản thân mình về thời gian cũng như về sức khỏe để mà sinh hoạt, để mà học hỏi. Thì đây là một cái những cái điều rất là lợi ích đối với, còn không thì nhìn thấy được cái điều đó. Khi mà quý vị đến với room, sinh hoạt trong room thì thấy rằng quý vị sẽ được 5 điều lợi ích đó. Những cái điều đó nó được tăng trưởng, được hưng thịnh. Cái đó là những cái điều mà nó làm hành trang tư lương cho bản thân của mỗi chúng ta trên con đường học. Càng ngày nó càng tốt đẹp hơn. Thì sáng hôm nay thì còn không xin chia sẻ với quý vị 5 điều suy vong bất hạnh, nhưng mà thật sự ra thì còn không muốn tán thán những cái quý vị Phật tử trong Zoom đã bao nhiêu năm là cũng tinh tấn học hỏi để nghe pháp rồi thọ trì tam quy ngũ giới ở trên cái đạo tràng này. Thì đó là cái điều mà rất là hoan hỷ, rất là hoan hỷ khi thấy quý vị tiến bộ rất là nhanh, rất là xa. Thì sáng nay thì còn không xin chia sẻ về 5 điều bất hạnh, nhưng mà lại là chủ yếu là nói đến cái 5 điều hưng thịnh tăng trưởng với quý vị Phật tử, quý vị thiền trí thức đã đến với cái đạo tràng Phật giáo Nam Truyền để tu học. Thì cái thời pháp đến đây thì không thấy cũng vừa phải lẽ, thì xin kính dâng cái phần phước phát sinh lên trong cái buổi chia sẻ sáng hôm nay, kính dâng lên chư tôn đức tăng, vị ngài Liệu Tông, ngài Trí Đức, cầu mong quý ngài thân tâm thường an lạc, cũng như chia đều đến quý vị Phật tử ở trong đạo tràng của chúng ta hiện diện cũng như vắng mặt, luôn được tiến hóa trên cái con đường tu học của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, sa thú thanh thai. Dạ, con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Quán Không.
đã cho chúng con nghe bài pháp ngày hôm nay. Và cảm ơn Thiền Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu năm điều si vọng và ngược lại, năm điều bất hạnh và ngược lại. Và một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Quán Không. Và con nghĩ con là người học về diệu pháp dốt nhất luôn, mà bây giờ sư nói là sư nghe lùng bùng, còn hình như là không tin luôn á sư. Dạ, điều này con hình như không tin. Dạ, sư học sư đã học lâu rồi mà giờ sư nói sư nghe lùng bùng. Dạ, sư cười tụi con, nhất là con. Dạ, rất là tội nghiệp luôn đó bà sư. Dạ, Nam Mô Bích Hai. Dạ, như Thiện Vũ nè, Thiện Vũ cũng giỏi, chị Meta cũng giỏi, chị Kim Nhung cũng giỏi, vị nào giỏi. Con thấy con dốt gì diệu pháp lắm luôn á. Dạ, Nam Mô Bích Hai. Dạ, con cung thỉnh Ngài Trinh Đức. Dạ, bạch sư, sư cứu con, bạch sư. Dạ, bạch sư, sư cứu con, bạch sư. Bây giờ đồng hồ con mới có 4 giờ 5 phút, tức là mới có 5 giờ 5 phút ở Việt Nam thôi, bạch sư. Bạch Ngài, dạ, Ngài cứu con chứ gì là con chết chắc luôn á. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ, con cung thỉnh Ngài Trí Đức ạ. À, Ngài triển khai thêm đề tài của Thượng Tọa Quán Không giảng giải bài ngày hôm nay ạ. À, cho chúng con hiểu thêm, chứ không là con chết chắc luôn. Bữa nay là ngày của Thích Tâm Phương, mà Tâm Phương trốn rồi. Dạ, dạ, đưa con ra chịu trận. Bạch Ngài, Ngài cứu con, Bạch Ngài. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ, con cung thỉnh Ngài Trí Đức trở lại đạo tràng ạ. À, dạ, một lần nữa con thay mặt đạo tràng cung thỉnh Ngài Trí Đức ạ. À, dạ, con kính nhận bích đến Thượng Tọa Quán Không, nghe con kêu cứu chữa rồi. Con kính nhận bích đến sư. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, Nam Mô Tam Ma. Dạ, Nam Mô Sang Khai. Dạ, con nghe kính lễ chư tôn đức tăng, kính chào quý cô quý tín hữu trí thức trong đạo tràng. Thì trong cái quá trình chia sẻ về năm điều này thì Quảng Không cũng để dành cái thời gian để quý vị có thể lên đọc. Câu hỏi alo 1234, alo 1234. Dạ, cảm ơn sĩ Nhật Quỳnh. Dạ, thì Quảng Không cũng mời quý vị Phật tử đến chia sẻ cái quá trình chúng ta đến với Zoom Phật giảng năm truyền, đến với đạo tràng này chúng ta có thu thập được những cái lợi ích như thế nào, hoặc là có những cái trở ngại như thế nào, hoặc là có những cái lợi ích như thế nào, nó có cái sự khác biệt gì trước khi vào rung sinh hoạt để mới đào trang này hay không, thì quý vị cũng có thể chia sẻ về năm cái điều này, về tài sản, về thắng bằng quyến thuộc, về sức khỏe, về
Dạ đạo tràng, chúng con không có nghe âm thanh của Thượng Tọa Quán Không, con cung thỉnh sư cầm mic trở lại ạ. Dạ sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Dạ con cung thỉnh sư cầm mic trở lại ạ. Dạ đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? À mạng sư chập chờn. Dạ bây giờ con cung thỉnh sư cầm mic trở lại ạ. Cảm ơn Thi Đa. Dạ vậy chắc là mạng sư đường nét của sư yếu quá không cầm mic được rồi. Nhật Quỳnh thấy có xích Kim Nhung trước máy. Kim Nhung có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Kim Nhung alo alo, Kim Nhung ơi có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Rồi Kim Nhung nghe được âm thanh Nhật Quỳnh. Kim Nhung Nhật Quỳnh thấy Kim Nhung học Di Diệu Pháp cũng đã lâu rồi và cũng hiểu biết nhiều về Di Diệu Pháp. Theo lời của Thượng Tọa Quán Không, Kim Nhung thấy như thế nào? Dạ, mời Kim Nhung nên chia sẻ nha. Mời Kim Nhung. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính lễ sư Quán Không. Dạ, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, con kính lễ quý sư, quý cô tu nữ. Kính chào các anh chị trong đạo tràng, chị Nhật Thành. Dạ, con thưa sư, về cái năm điều bất hạnh, con thường nghe các quý sư hay giảng là mọi hiện hữu đều là khổ, các pháp hữu vi thì đều là khổ, do nó luôn biến hoại, nó vô thường, nó khổ, nó vô ngã nên là nó rất là khổ. Nó sẽ đưa cho mình đến cái tâm trạng là cái thứ nhất là nó không có bằng lòng với những gì mình có, rồi có những cái mình có lại nó theo cái quy luật của pháp hữu vi thì nó sẽ thay đổi, rồi nó sẽ biến hoại đi. Thì đúng là khổ thiệt, nếu mà xét kỹ từng điều như sư đã phân tích về thân quyến, về cuộc, về giới hạnh và về kiến thức thì nếu mà mình xét kỹ thì mình thấy khổ. Đó là trên phương diện lý thuyết, nhưng mà riêng con thì ở một khía cạnh nào đó chắc là mình cũng chưa thấy cái khổ hết, thành ra là mình cũng còn thích cái này, thích thế kia, cái kia. Thì mình cũng còn trôi lăn sinh tử, do mình chưa có thấy khổ hết. Nhưng mà nếu mà theo phân tích của đạo Phật thì đúng là mọi hiện hữu đều là khổ. Thế thì như vậy ấy, chỉ có bên đạo Phật mình ấy, là mới khổ, còn như đạo Thiên Chúa những đạo khác họ không có những cái lý thuyết như vậy thì họ không thấy, không, họ không bị khổ hả thưa sư? Tại vì cái số lượng người đạo Phật của mình ấy, thì thật ra mà đạo Phật theo truyền thống Theravada thì cũng không nhiều. Đạo Phật ở bên Bắc Tông thì họ lại có những cái triết lý, những giáo khác thì họ lại có những triết lý khác. Cái cuộc sống mỗi người nó có đánh giá cái khổ và cái sướng riêng. Thì như có đạo Phật khổ hả thưa sư? Tại vì mình suy diễn theo cái năm điều bất hạnh này. Dạ con kính thỉnh sư giảng giải giúp con. Dạ con kính tri ân sư. Dạ kính cảm ơn đạo tràng. Con xin dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính lễ chư tôn đức tăng, kính chào quý cô quý thiền hữu trí thức trong đạo tràng.
cái khổ là cái bản chất cái cuộc sống của cái thế gian này, mà cái từ khổ đó là do mình đặt ra, do mình quy định, cái gì nó không có được như ý, cái gì nó không có được toại nguyện, nó không được thoải mái, thì chúng ta gọi là khổ. Nhưng mà nó là cái khi mà chúng ta nói khổ, tức như là chúng ta nói là tôi khổ, anh đó khổ, người kia khổ, thì ở đó nó có một cái ta, nó có một cái cá nhân, rồi mình gắn kết những cái tiến trình của cái cuộc sống này là mình cho rằng nó tác động lên cái danh sắc này, lên cái bản thân của chúng ta, rồi không như ý, không thuận lợi thì chúng ta cho là khổ. Nhưng mà thật sự là đạo Phật á, thì Đức Phật dạy chúng ta là nhìn thấy cái sự thật đó. Trong Tự Diệu Đế thì khổ tập diệt đạo, thì khổ đó là một sự thật. Nên chúng ta nhìn thấy cái sự thật đó. Nó vì sao mà khổ? Vì có khổ tập khởi. Có khổ tập khởi. Rồi Đức Phật dạy cho chúng ta con đường diệt khổ. Rồi đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng, cứ hiểu rằng là cái khổ là cái chúng ta phải loại ra. Cái chúng ta phải loại ra, chúng ta phải diệt đi. Mà quý vị học vi diệu pháp thì khi mà chúng ta đẩy một cái gì ra, chúng ta không bằng lòng một cái gì, không hoan hỷ với một cái gì, mà chúng ta khó chịu với cái gì đó, thì cái đó là cái tâm gì? Thì khi chúng ta không có nhận biết được cái điều đó, rồi chúng ta cứ thấy khổ, loại cái khổ đó ra khỏi cái cuộc sống của chúng ta, mặc dù nó là cái chuyện tự nhiên, và cho rằng nó là của mình, nó đến với mình, mà nó không đến với người khác. Cái khổ là cái tự nhiên. Nhưng mà chúng ta thấy được cái sự thật đó, mà chúng ta sống với cái sự thật đó, mà tùy theo cái hoàn cảnh, cái điều kiện của cái môi trường chúng ta sống và của cái căn cơ nghiệp lực của mỗi cá nhân chúng ta, thì chúng ta ứng xử với nó, nó thuận thuận pháp, tức như thuận theo tự nhiên. Cho nên có những cái câu chuyện trong trong thiền thì thiền bắt truyền thì người ta nói nắng thì quạt cho mát, nắng nóng quá thì quạt cho mát, mà lạnh quá thì trời mà lạnh quá thì mặc ấm vào, chứ mình đâu có thay đổi được cái thời tiết. Nó mưa thì mình muốn cho nó nắng, mà nắng thì mình muốn cho nó mưa, mà mình có đặt vô cái tôi muốn thế này, tôi muốn thế kia thì mình khổ thôi. Chứ bây giờ trời thì nắng, thì những người bạn kem, những người bạn máy điều hòa không khí mày lạnh thì người ta bán được giá, người ta bán được nhiều thì người ta vui mừng, người ta không phải khổ. Nhưng mà cái người mà bạn áo ấm, bạn áo lạnh thì người ta thấy trời nó nặng kiểu này, làm sao bạn áo lạnh,
làm sao mà bạn ổ ấm? Rồi đến khi mà trời mà lạnh á, thì những cái người mà buôn bán những cái hàng như là chăn bông hoặc là áo ấm, áo khoác ấm vân vân, áo len vân vân, thì họ lại thấy không khổ. Những cái người mà họ bán kem, bán máy điều hòa không khí thì họ lại thấy trời sao cứ nặng, sao cứ lạnh hoài vậy, khổ quá, không làm ăn được hết trơn. Còn mà cái người mà tùy duyên thuận pháp á, thì mùa nắng á, thì người ta bán máy điều hòa không khí bằng quạt, rồi mùa lạnh á, thì người ta bán ổ ấm, thì người ta cứ thuận tùy duyên thuận pháp mà sống. Chúng ta không thể thay đổi, chúng ta không thể thay đổi cái môi trường xung quanh, cái tiến trình quy luật tự nhiên của nó, mà chúng ta chỉ có thể thay đổi bản thân chúng ta, sống cho nó tùy thuận, chứ không có mình thấy ra được cái sự thật là mình sống tùy thuận với cái sự thật đó, thì nó với mình là sống song song với nhau vậy thôi, không có vấn đề gì cả. Cho nên cái thời gian này thì dịch bệnh về Covid nó tràn lan, nó bùng lên, rồi thì người ta tiêm vaccine, rồi người ta chế ra thuốc này thuốc kia để mà tiêu diệt cái con virus đó. Nhưng mà rồi đến bây giờ thì người ta thấy rằng sống chung với nó, nhưng mà phải biết giữ gìn cái khoảng cách, phải biết giữ gìn, phải đeo khẩu trang, phải biết giữ gìn sức khỏe, biết ăn uống cho nó phù hợp, uống được chanh cho nhiều, uống vitamin C cho nhiều vân vân, để nó tăng cường cái sức đề kháng của mình. Chứ bây giờ mình làm cái gì được nó? Thì đó là những cái điều mà còn không xin chia sẻ với cái câu hỏi của chị lúc nãy. Thật sự ra thì theo còn không hiểu á, thì Đức Phật dạy với chúng ta thấy khổ là cái gì, và cái nguyên nhân mà khổ là cái gì, rồi cái phương pháp, cái con đường mà chúng ta tu tập để mà không có khổ là như thế nào. Có những cái trường hợp đối với người này là khổ nhưng mà đối với người kia là lạc. Vậy thì cái bản thân của cái sự kiện đó, của cái sự kiện đó, của cái việc đó, của cái điều đó, nó là không không khổ không lạc, nó là một cái điều tự nhiên, nhưng mà đối với người này là khổ, mà đối với người khác lại là không khổ. Vậy thì do cá nhân của mỗi cá nhân chúng ta, do mỗi cá nhân của chúng ta, bởi cái nhìn và cái sự cần một cái sự kiện nào đó, một cái tiến trình nào đó, là chúng ta cho là khổ, khổ và cho là lạc. À,
không thấy ở dưới trên màn hình có một cái câu là dạ như vậy với người ngoài đạo Phật, họ không khổ do họ biết chấp nhận cuộc sống hiện tại, nóng thì bật quạt, lạnh thì mặc áo, đói thì ăn, khát thì uống. Trong hồi nhỏ còn không có học về La Fontaine, rồi cũng có học về phân tâm học của Freud, thì nó có hai cái điều này. Bên Freud thì gọi là ngụy tín, ngụy tín. Mà hồi đó còn không học tiếng Pháp thì còn nhớ là nó là mauvais foi, mauvais foi. Mà trong cái câu chuyện ngụ ngôn của La Fontaine á, thì có một cái con cáo nó đi ngang một cái vườn nho, rồi cái vườn nho nó cao quá nó hái không được, thì nó bỏ đi, thì gặp một cái con cáo khác hỏi bảo sao bỏ đi vậy, thì con cáo đó nó nói nho còn xanh lắm, nho còn xanh lắm. Thì có những cái điều mà ta quy định thế là khổ, thế này là khổ, thế kia là khổ, rồi cái nếu mà những cái điều đó nó xảy ra đối với cá nhân chúng ta thì chúng ta cho đó là khổ. Cho nên á, cái khổ hay cái lạc là do chúng ta quy định, chúng ta xác nhận với bản thân của chúng ta thôi. Còn với người khác thì chúng ta làm sao biết được là họ không khổ hay là họ an vui, chỉ có bản thân họ mới biết họ là như thế nào thôi. Mà trong hành thiền tự niệm xứ thì khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta biết cái gì ở trên thân tâm của chúng ta thì chúng ta cũng sẽ biết được những cái gì nó diễn ra, cũng như vậy ở thân danh sắc, trên thân tâm của một người khác. Cho nên trong một bài kinh thì Đức Phật dạy chúng ta là phải suy xét vấn đề, theo 11 cái phương diện khác nhau. Quá khứ như thế nào, hiện tại như thế nào, tương lai như thế nào, rồi ở trên bản thân của chúng ta như thế nào, rồi ở bên ngoài bản thân của chúng ta là những cái người khác như thế nào, rồi xa rồi gần,
rồi vi tế hay là thô thiển, về cái mặt vi tế hay là thô thiển, về cái mặt cao thượng hay là hạ liệt, về cái mặt xa hay là gần, thì chúng ta không có thể mà nói theo cái kiểu ngoại đạo thì họ không khổ, nếu họ biết chấp nhận cái cuộc sống hiện tại. Mình không phải là họ cho nên mình không biết được, mà họ không phải là mình cho nên họ không biết được. Bây giờ mình bị khổ về thân thôi, rồi mình tới trình bày với một vị bác sĩ thì họ cũng biết là cái bệnh đó với những cái biểu hiện như thế thì uống cái thuốc gì thì như thế nào, còn họ không cảm nhận được cái mà chúng ta cảm nhận, họ không cảm thọ được cái mà chúng ta cảm thọ, nó có những cái sự khác biệt. Như trong gia đình chúng ta, khi quý vị nấu cơm, nấu canh, nấu đồ ăn cho gia đình ăn, thì đối với quý vị bỏ với một cái số lượng muối như thế thì quý vị thấy vừa. Nhưng mà chồng quý vị hoặc con quý vị thấy rằng nó mặn, nó mặn. Hoặc là với quý vị bỏ chừng đó muối thì là vừa, nhưng với chồng con hoặc là cha mẹ người thân của mình khi ăn cái món đồ ăn đó đối với mình là vừa, nhưng với người ta là rồi về cái nọng lạnh cũng vậy. Có người á thì phải với một cái đồ nào đó thì người ta thấy là mát, nhưng mà với một người khác cũng với cái đồ đó, cái môi trường đó, người ta thấy là lạnh hoặc là nóng. Nó không có thể như nhau được. Một người có những cái cảm thọ khác biệt, có những cảm thọ khác biệt. Đói mà ăn qua bo thì chắc là buồn lắm. Cũng đọc cái câu test chat này thì còn không nhớ đến cái trong một cái bài kinh có một cái thời gian thì bị thiên tai lũ lụt đói kém, cho nên là người dân thì cũng rất là thiếu thốn, thì chư tăng cái thời Đức Phật đi bác á, thì trong cái thời mà đói kém đó thì cũng ăn cái thức ăn của ngựa, người ta cũng dùng thức ăn của ngựa. Cho nên nói về cái khổ thì từ thân của mỗi chúng ta cảm nhận cái khổ như thế nào, và chúng ta nhận biết cái khổ đó nó do đâu, nó từ đâu, do tập khởi. Rồi chúng ta nhận biết nó và chúng ta sống bình thường. Còn không thì chúng ta cứ đem cái tự ngã chúng ta ra rồi chúng ta cho rằng cái này là tốt, cái này là không tốt, cái này. Bây giờ một cái người có nghèo khổ thì họ có 1.000 là họ thấy rằng đó là hạnh phúc. Nhưng mà một người mà có cả tỷ thì họ có 1.000 ăn thì thêm 1.000 thì họ thấy bình thường, không có khổ cũng không có vui, mà họ
họ có cả tỷ mà họ mất đi 1.000 thì họ cũng thấy khổ. Nên chính những cái sự khác biệt đó mà chúng sanh thì có nhiều hạng nhiều loại, rồi thì mỗi cá nhân của chúng ta nhận biết cái bản thân của chúng ta về cái thân tâm của chúng ta để chúng ta thấy rằng à nó là như thế. Ngày nào mà chúng ta còn bám víu vào cái ta, cái của ta, dạ Nam Mô Bụt Tha gia, dạ đạo tràng chúng con không còn nghe âm thanh của thượng tọa Quán Không, dạ sư, ô sư xuống mất rồi, dạ cảm ơn Kim Nhung cho nhận biết được tín hiệu, dạ cảm ơn Kim Nhung, dạ sư đã giải thích câu hỏi của Kim Nhung và Nhục Quỳnh thấy Xích Kim đang ở trước máy nè, dạ hôm nay đề tài của sư đưa ra rất là rộng. Dạ, mời Xích Kim có thể chia sẻ. Nhục Quỳnh thấy Xích Kim chết chát là đói mà ăn bo bo thì chắc buồn lắm. Dạ, buồn cỡ nào? Dạ, cái kính mời kia Xích Kim nghe. Dạ, mời bàn tay Xích Kim ạ. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Quán Không, các sư Lúc Lùng, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Tôi xin trả lời với cô Như Quỳnh, Nhật Quỳnh á, là tôi đứng vào cái cảnh của người khác, là có người hồi đó tôi nhớ lúc mà Việt Cộng vô đó, mà miền Nam bị giải phóng đó, thì ăn bo bo ăn lum la vậy đó, người ta than quá trời luôn. Còn tôi cũng đồng ý với cô Kim Nhung là có một số người mà không có đạo Phật á thì người ta không có khổ, người ta sống theo cái hiện thực của người ta, nói như thế hiện thực đó tức là người ta phải tìm kiếm ra cái nhu cầu giống như ngày xưa đó, lâu lắm rồi chưa có đèn điện thì người ta đốt đèn dầu đèn này đèn kia, thì sau đó người ta mới tìm ra cái nào cho nó tiện lợi hơn, thì ông Edison ông khám phá ra là về cái điện có bóng đèn, rồi sau này bóng đèn đó cũng nóng cũng nhiều hơn, người ta tìm cách chế ra bây giờ đèn LED thì nó ít hao điện hơn chẳng hạn như vậy. Nhưng thật ra họ đều có khổ hết, nhưng mà họ cố gắng họ sống thôi chứ không phải họ không có khổ đâu. Nếu họ không có khổ thì họ nóng thì họ kệ mẹ nó nóng đi, họ giận quạt máy làm gì, rồi đói thì ăn cậy ra ăn cũng chết mà không ăn cũng chết, cho nó chết cho rồi đi khỏi khổ khỏi mất công đói nữa. Giống vậy đó, nhưng tôi kể chuyện nghe giống như cái bà kia, bà cứ la con bà nó làm biếng hoài, nó không chịu làm việc,
mà cái vợ nó đòi ăn, cái bà mới nói mày ăn thì mày phải làm việc. Nó nói đâu biết làm việc gì, mà nói nếu mày không có làm việc thì mày đâu có tiền đâu mà ăn, đồ ăn mua phải tốn tiền. Nó nói, nó mới hỏi bà có cái gì ăn mà không tốn tiền không, bà nói có. Nó hỏi gì vậy, bà nói không khí đó, mày ăn nó muốn mua ăn bao nhiêu thì nó đâu tốn tiền đâu. Thật ra cái bài này chia sẻ đó, đối với sư nói đó là năm điều bất hạnh, nhưng Đức Phật nói đó là sự khổ, đó là cuộc sống hàng ngày của mỗi người. Thì có sanh có diệt, có vô thì phải có ra, có ăn thì phải tải ra, có những nhu cầu người ta phải cần để cho bổ dưỡng cho thân thể này. Nhưng mà tại vì họ không có biết học Phật Pháp, họ nghĩ rằng những năm điều bất hạnh mà sư nói đó gọi là Yasana, thì cái đó là nếu mà học Phật rồi thì biết cái đó chỉ là nghiệp vô thường thôi. Giống như Đức Phật đã nói, cái đó là vô thường, khổ đau và vô ngã, ai cũng phải chấp nhận thì không có gì buồn. Đối với con những điều này là bệnh bình thường. Tại trong cái câu mà sư nói đó, bệnh hoạn đó, điều thứ ba bệnh hoạn, con thấy bệnh hoạn ai cũng thấy bệnh, tại nó nằm trong bát khổ, trong mà 8 cái điều khổ trên đời đó, sanh già bệnh, bệnh tật đó, rồi tử, rồi đau buồn khi mà cái người mình là xa, gọi là ái biệt ly khổ, ghét mà gặp quán tánh hội khổ, rồi cầu bắt như khổ, cầu không được cũng khổ, rồi ngũ thủ quẩn khổ. Nó là cái thân ngũ quẩn này nó cứ sanh diệt sanh già bệnh tích, nó thay đổi hoài thì phải khổ thôi. Thì cái đó là bình thường, hắn không, nó là ai cũng phải bị hết, Đức Phật cũng phải bệnh hoạn. Còn tài sản thì tài sản Phật nói những người á thì tài sản của họ không tăng, nhưng mà nếu họ không tăng thì trong tương lai thì nó cũng, họ có năm lượng vàng, họ cứ làm, họ kiếm cứ để dành năm lượng vàng hoài, nhưng mà nếu cứ giữ vậy hoài đó thì trong tương lai thì nó suy giảm, tại vì nó từ cái vàng nó cứ lên nó xuống cũng không thấy. Còn thân quyến nè, cha mẹ già rồi phải chết, con cái của mình nó lớn, nó đi làm xa, hay nó lấy vợ lấy chồng, nó ra ở riêng, nó không ở gần mình thì phải mất thôi. Con cháu cũng vậy, anh em cũng vậy, anh em khi lớn còn nhỏ ở chung với cha mẹ, ở chung gia đình, nhưng mà khi lớn lên đi lập nghiệp hay lập gia đình thì họ phải không ở chung với mình nữa, thì cái điều đó bình thường. Rồi họ già, họ bệnh hay chết theo cái nghiệp của họ, có người thọ, có người con đó thì đã chết rồi mà cha chưa chết. Người ta nói những gì đó, lá xanh rụng mà lá vàng còn ở trên cây, thì cái đó là cái nghiệp thôi. Giới hạnh thì con thấy giới hạnh thôi, nếu mà mình không có tu tập đó, thì cái giới hạnh của mình lung tung lắm, sẽ chạy theo tham ái tham dục thì dễ ra gây những tội lỗi. Thì những người này có thể là Đức Phật nói, nếu những người mà có những giới hạnh mà càng ngày càng càng về già, họ càng tu giới hạnh, họ càng giữ giới nhiều, thì cái ba của họ tốt trong quá khứ và trong hiện tại, họ cố gắng họ tiến thêm, tức là tứ chánh căn của họ tốt lên, tức là những điều xấu họ bỏ hết đi, cũng như điều tốt giữ giới thì họ ráng giữ giới và họ cố gắng dùng bồi lên, thì cái ba la mặt của họ càng tốt thì cái điều tốt. Còn nếu mà họ không biết giữ giới, họ chạy theo tham ái tham dục thì họ xô bồ họ lung tung, thì cái đó là cái sự quyết định của họ. Cũng như kiến thức, trong khi kiến thức đó, thì sư dịch ra trong đó thì con thấy là đích thí gọi là, nói là kiến thức, tức là theo danh từ của Akithamma thì nó là tà kiến rồi. Đích thí là tà kiến, tức là những cái tà kiến của mình, ai cũng có giới cấm thủ, ai cũng có tà kiến chấp vào những cái gì hiểu biết của mình là đúng, là số 1, không chịu nghe ai hết, không chịu thay đổi, thì cái đó là tà kiến. Chỉ có những bậc A-la-hán trở lên, A-la-hán hay là Phật, Phật này Phật Thinh Văn, thì họ đã thành Phật rồi, họ không còn tà kiến nữa, thì họ không còn đích kiến nữa. Thì cái tà kiến này á, ai cũng có hết, chỉ trừ khi mà vô tứ đạo tứ quả thôi thì không còn nữa. Thế đó do cái ba la mật của họ, cái sự tu tập của họ thôi. Còn cái giới hạnh đó thì nếu mà hồi còn trẻ họ còn giữ giới, rồi từ từ họ già họ ham vui, họ không giữ giới nữa,
thì cái gì Đức Phật gọi là điều bất hạnh là đúng rồi. Nhưng mà đó là họ nghĩ, lúc đó họ nghĩ rằng họ già rồi, không chơi uổng quá, hưởng uổng quá, thì cái đó gọi là từ sáng vô tối. Nếu mà con người có hiểu biết, có những hiểu biết, có sự thay đổi, có sự tu tập tốt, thì họ từ sáng họ vô sáng hơn, sáng lực hơn, thì tương lai của họ tốt hơn. Thì con nghĩ năm điều này phải nghĩ có và mất, có và mất, có và được. Thì nếu nghĩ về tất cả mọi việc đều vô thường, nó không có gì thuộc về mình là vô ngã, thì họ sẽ bớt đi đau khổ đi. Thì năm cái điều bất hạnh này khi mà đến thì họ chấp nhận, nó đến thì mình biết rằng nó là đến. Cũng như ngày xưa ở bên Tàu á, lúc đó họ chưa có đạo Phật thì họ chỉ học về Nho giáo, Khổng giáo, Lão giáo gì đó. Thì có một lúc mà con học, con có đọc sách, nghe một câu chuyện là thắt ông Thái Mã gì đó, không biết cái dùng tiếng Hán nó có đúng không, tức là cái ông nhà giàu đó, ông có một đứa con, rồi con ông mới cưỡi ngựa, rồi có một người cho ông có con ngựa, cái ông cho con ông cưỡi ngựa, lúc mà con ngựa này con ngựa quý, con ngựa tốt, thì người ta mới chúc mừng ông, trời ơi chúc mừng ông có được con ngựa tốt, con ngựa quý. Ngày xưa đó con ngựa giống như một chiếc xe hơi ở bây giờ, hay là đối với những bên nghèo là có xe đạp, người xe gắn máy, người xe hơi, máy bay, thì theo trình độ họ, thì họ chúc mừng đây một phương tiện tốt, một con ngựa là đi tới đi lui, nó đỡ, nó kéo đồ, nó kéo xe, nó chở mình đi, thì người ta chúc mừng ổng. Thì ổng mới nói dạ cảm ơn, nhưng mà cũng chưa biết cái đó là điều tốt hay điều xấu. Thì con trai của ổng, ổng có một đứa con trai duy nhất thành ra ổng thương đó, thì ổng cho nó cởi làm sao mà nó té, nó gãy giò. Người ta mới chia buồn ổng, trời chia buồn ông có con trai ông bị gãy giò rồi. Ổng mới nói nó bị gãy giò rồi cũng chưa chắc là cái việc này xấu. Thì người ta cũng ngạc nhiên, ông này bao phải, cái gì ông cũng nói được hết. Thì đất nước sau đó bị chiến tranh, tất cả những con người trai trẻ, đàn ông trai trẻ đều phải đi lính. Con trai ổng già ổng phải đi, ổng không phải đi lính, con trai ổng phải đi lính. Thì tại vì nó què giò, nó không bị đi lính. Thì thay vì người ta mới nói con trai ổng hên quá, không phải đi lính. Ổng cười thôi. Thì cái câu chuyện nó gọi là đúng là Đức Phật nói vô ngã, nó không có, nó vô thường, nó không có đúng. Nhiều khi mình nghĩ điều này là tốt, nhưng cái chưa chắc nó là tốt. Nhiều khi mình nghĩ điều này là xấu, nhưng chưa chắc đã xấu. Nãy cuộc đời nó quay quần, nó tiến tới, cái nhân duyên nó tới, không biết đâu mà lường. Thành ra nếu mình sống với sự hiểu biết của Phật Pháp, duyên nó tới thì nó tới, mình chấp nhận nó tới. Duyên tốt hay duyên xấu thì cũng phải chấp nhận nó thôi. Đi là biết đi, thì đó là sự sanh diệt của tất cả mọi việc, sự sanh diệt hết. Đó là hoại khổ. Con chỉ biết vậy thôi. Thì con chia sẻ, con thấy sư nói nhiều quá, sư cũng mệt, mà sư bị đứt chén hoài, rớt lên rớt xuống mà không ai lên nói, chỉ mình cô không bị Kim Dung lên nói thôi. Thì con thấy cô Đức Quỳnh cũng kêu người này kêu cũng nói cổ không được, cái giao cho cổ sợ lắm, cổ không biết định giờ cổ nói. Thành ra cổ ngồi con lên thì sẵn việc này con cũng lên, mà con cũng dặn đói bụng rồi, con tính kiếm đồ đi ăn, mà cổ kêu con lên thì con cũng đi lên nói chia sẻ một chút đỉnh thôi. Đó, theo sự hiểu biết của con trong cái câu này thôi. Tại vì tài sản nó rất thay đổi. Tài sản của người mà không có phước á, thì Đức Phật nói có năm điều tài sản sẽ bị thất tán. Thứ nhất là bị lửa cháy, thứ hai là bị nước lụt, phong ba gì, thứ ba là bị ăn cướp, thứ tư là sinh con bất hiếu nó phá của, thứ năm là bị nhà nước tịch thu. Điều đó là hiển nhiên rồi, con thấy thiên tai động đất bão lụt bây giờ khắp nơi trên thế giới, nước nào cũng có hết. Hồi đó lâu lâu trên thế giới mới thấy một hai trận, mà bây giờ con thấy hầu như ngày nào, từng nào, tháng nào cũng có hết, mà có nhiều nó hết nước này tới nước kia. Trong nước nhất là Trung Quốc, là trong nước bữa nay lụt chỗ này, bữa kia lụt chỗ kia, còn thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam là nước lụt muôn năm, tại mang tên của Bác Hồ, nước nó giống như một cái hồ vậy. Trời mưa lớn thì lụt lớn, trời mưa ít thì lụt ít, mà không mưa cũng lụt. Tại sao vậy? Tại nước thủy triều lên. Chèn đét ơi thì nó vậy. Thì bệnh hoạn, có người bệnh
có người bệnh bệnh già thì già rồi bệnh để chết để mà ta nói chứ, à ông đó ông già quá rồi tới giờ ông phải chết rồi, còn bệnh để mà chết. Trời ơi cái bà đó bà bệnh lâu lắm rồi, bà bệnh bệnh này bệnh nền của bà đó bệnh mấy năm trời rồi, bây giờ bà chết là đúng rồi thì đâu có chữa được nữa, phải chết thôi. Thì cũng thứ thì đó sanh già phải sanh là bệnh 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 rồi rồi chết. Cái đó là cái sự bình thường dùng của trong thiên hạ thôi, còn con thấy thân quyến cũng vậy thôi. Thì nó phải chia sáng về kiến thức, thì cái đó kiến thức đó thì mình phải nên tu tập với giới hạnh, phải nên tu tập. Nếu mà cái điều đó xấu phải mình bỏ, hay làm cái điều tốt hơn. Còn những điều mà mình tà kiến với cấm thủ, Đức Phật đã nói cái điều đó mê tín dị đoan không đúng, thì nên xóa bỏ đi để học đi những điều tốt thì nó sẽ tốt cho mình hơn. Tức là mình từ đường tối mình đi đường sáng, rồi sáng đi vô sáng quắc sáng sáng tùm lum luôn vậy đó thì nó tốt hơn. Còn nói từ giờ cũng nhiều rồi đó, 15-20 phút rồi đó, bây giờ con nhường cho người khác nói đi. Còn phải đi kiếm đồ con ăn nữa, con đói bụng rồi. Nếu mà trong lúc mà con trình bày đó có sai lầm cái gì, xin các sư các cô tu nữ úi gì trên đậu tràng xin chỉnh sửa góp ý, và con xin sám hối trước, và xin chúc các sư các cô tu nữ các quý vị trong đậu tràng một ngày được an vui. Dạ con xin trả máy lại ạ. Sa thụ, Sích Kim lên chia sẻ với Đào Tràng. Thì cảm ơn Sích Nhật Quân. Ở trong kinh Sabbasabha, tất cả lậu hoặc, thì Đức Phật dạy chúng ta có 7 cái trường hợp khác nhau để mà đối trị, rồi có những cái 7 cái chi pháp khác nhau để mà đối trị. Thì thứ nhất á là mình có những cái suy nghĩ sai lầm thì mình phải dùng cái tri kiến, cái chánh kiến để mà đoạn trừ những cái lậu hoặc đó. Rồi có những cái âm thanh sắc tưởng ở bên ngoài nó tác động lên với chúng ta thì chúng ta phải phòng hộ cả căn. Rồi thọ dùng, đoạn trừ do thọ dùng, là khi chúng ta đói thì chúng ta ăn, chúng ta khát thì chúng ta uống, thì đó là cái trường hợp sử dụng cái thọ dùng. Rồi đoạn trừ do kham nhận, cái nóng lạnh, rồi mũi đói khát, thậm chí là những cái lời nói mà lì hoặc là phỉ báng, thì chúng ta dùng cái sự kham nhận để mà đoạn trừ. Rồi có những cái trường hợp là phải tránh né, chẳng hạn như thấy voi dữ hay là cọp dữ hay là rắn rắn độc thì chúng ta còn phải tránh né. Và bên cạnh đó thì vì bạn bè xấu hoặc là những cái nơi không đáng để mà chúng ta lui tới thì chúng ta cũng phải tránh né, rủ bạn bè rủ rê chúng ta ăn nhậu hay là đi cờ bạc vân vân thì chúng ta cũng phải tránh né những cái người người bạn mà không có đem chúng ta đến những cái nơi mà không có được tốt đẹp. Rồi đoạn trừ do trừ diệt là các cái ác pháp, bất thiện pháp nó khởi lên thì chúng ta cũng trừ diệt, không cho nó khởi lên.
rồi đoàn trừ do tu tập. Thì trong kinh điển thì đề cập đến là thắc giác chi, thì chúng ta cũng phải hành thiền, chúng ta phải có cái niệm giác chi, chúng ta phải ghi nhớ cái gì nó đang diễn ra và lúc này ở đây nó như thế nào, để cho chúng ta có một cái sự nhận biết những cái gì nó diễn ra trên thân tâm của chúng ta hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, để chúng ta có một cái sự nhận biết kịp thời để chúng ta điều chỉnh. Thì đó là nó tùy theo những cái trường hợp khác nhau, rồi có những cái phương pháp đối trị khác nhau để cho nó được thuận lợi, để cho nó được do đó thì còn không cũng xin nhắc lại một lần nữa là có những cái lậu hoặc do tri kiến mà được đoạn trừ, mà có những cái lậu hoặc do phòng hộ các căn để mà đoạn trừ, mà có những cái trường hợp thì do thọ dụng, như là trời lạnh thì mặc y cho ấm lên, hoặc là trời nóng thì bớt cái tăng giờ lễ ra, hoặc là bớt cái áo ẩm ra, hoặc là cái thuốc men khi mà mình bệnh thì mình phải đến bác sĩ rồi mình thuốc, thì đó là do thọ dụng để đoạn trừ cái bệnh đó, để diệt trừ cái bệnh đó. Rồi kham nhẫn thì do nóng lạnh, ruồi, mũi, đói, khát, thậm chí là những cái lời nói mà lý phỉ báng chúng ta, người ta phỉ báng, người ta mà lý, người ta thế này thế nọ, nói những cái lời làm tổn thương đến chúng ta, thì chúng ta dùng tham nhẫn để mà đoạn trừ. Rồi còn những trường hợp là né tránh, thì chúng ta gặp một chiếc xe tải nó chạy ngoài đường, nó chạy ẩu, nó chạy chạy bạt mạng, thì mình cũng phải né qua hàng bên, còn không nó hút. Rồi có những cái trường hợp thì mình phải trừ diệt những cái ác pháp, những cái bất thiện pháp. Rồi cái trường hợp thì chúng ta phải tu tập thật chi, để chúng ta có một cái tạc ý nó đúng với cái sự thật, nó đúng với cái hiện thực, chứ chúng ta không có nhìn cái hiện thực tạc ý trên dựa trên cái tưởng của chúng ta, rồi chúng ta không nhận thức được nó là sự thật, nó là như thế hay là không phải như thế. Thường thường thì chúng ta nghe một cái gì hoặc là nhìn một cái gì, chúng ta có những cái giới hạn của nó, và rồi chúng ta do những cái lậu hoặc ngủ ngầm ở trong tâm chúng ta, mà những cái lậu hoặc đó là cái gì, nó là những cái mà chúng ta tích lũy, và rồi chúng ta lấy đó làm cái từ ngã của ta, làm là đây là ta, đây là từ ngã của ta, rồi nó không có được như chúng ta mong muốn. Như lúc nãy Sĩ Kim chia sẻ là câu bất đắc khổ, hồi khổ, vân vân. Thì còn không cũng xin chia sẻ với quý vị về cái bài kinh là tất cả lậu hoặc. Thì cùng một thời gian lâu còn không có sinh hoạt trên Zoom, rồi ở trong cốc thì thỉnh thoảng anh chỉ có dùng một vài từ thôi,
chẳng hạn như có Phật tử hay là người quen ở đâu đến thì chào, thì phải đi ngang đưa cho một ít trái cây, cho một ít thức ăn gì đó, thì người ta chào thì cũng không chào lại. Thì đa số là dùng cái từ ư là nhiều nhất, còn những cái ngôn ngữ khác thì lâu quá rồi không có dùng tới. Thành ra là nó một lần nói một cái điều gì thì cái ngôn ngữ chuyện nó bay đi đâu tìm cũng ra. Thì đa số là ví dụ như người ta tới là chào sư, ư, rồi thưa sư cũng về, ư, rồi đa số là dùng cái từ ư là nhiều. Còn cái ngôn ngữ để mà nói, để mà chia sẻ về cái gì thì nó đang còn lủng tủng dữ lắm. Dạ. Thứ hai nữa thì cái thời gian thì nó càng tuổi tuổi đời nó càng cao lên, rồi thì cái nó tỷ lệ nghịch với cái trí nhớ của mình, với những cái ngôn ngữ của mình nó lại mất đi, nó lại giảm đi. Cái trí nhớ mình nó lại giảm đi, nó tỷ lệ nghịch với cái tuổi tác của mình. Thì dạ, thì hồi trước á thì sư ở trong Sài Gòn á, ở cái quận 9 trong Sài Gòn á, thì đầu một cái mùa hạ thì sư thường xin vị trụ trì cho sư nhập thất khi thì 10 ngày, khi thì nửa tháng, mà có lần lâu nhất là một tháng. Thì rồi sau đó thì còn không về Lơ Ghi, Bình Thuận, có một cái cốc nhỏ nhỏ, cũng tiêu điều dữ lắm. Rồi thì ở đó một mình, rồi có Phật tử xung quanh người ta lui tới, người ta hộ độ. Mà trong cái thời gian dịch này thì người ta treo cái bịch cơm, bịch đồ ăn gì đó ngoài cổng, rồi mình ra mình lấy thôi. Nó là như vậy, cũng ít giao tiếp. Sư cũng đã từng qua Miến, rồi cũng đã tới mấy cái thiền viện như là Siêu Minh, Ba Ốc, hay là rồi cũng có ở đó một thời gian. Nhưng mà rồi thật sự ra thì qua ở một thời gian để coi cái cách sinh hoạt, cái cách của một cái từ viện, thiền viện như thế nào thôi. Chứ còn trước đó, thì sư từ từ học, từ tìm hiểu, từ nghiên cứu thôi. Chẳng hạn như cũng tìm hiểu về thiền tề của Ngài Hộ Pháp chẳng hạn, tìm hiểu Pháp Hành thiền tề của Ngài Hộ Pháp chẳng hạn, hoặc là một cái số kinh sách của Ngài Giới Nghiêm. Rồi đó thì mình từ từ lo tu tập cho bản thân mình. Mà bây giờ thì cũng lớn tuổi rồi thì cũng về ở để mà lo tu tập cho bản thân mình. Còn thời gian trước thì cũng sinh hoạt thì buổi sáng 3 giờ rưỡi dậy, 4 giờ gọi chuông công phu buổi sáng, buổi chiều cũng vậy. Rồi đến cái thời gian nữa thì đến gần đây thì leo lên cái tầng lầu để mà gõ cái chuông, mà cái chuông này nó lớn, mà gõ cho nó kêu thì phải gõ cho mạnh, thì nó kêu lớn quá rồi thì một thời gian gõ 15 năm như vậy thì cái lỗ tai mình nó cũng bây giờ nó cũng có ảnh hưởng một chút đỉnh. Dạ
Dạ, cái thiền viện viên không là cái thiền viện mà Quảng Không là người đầu tiên Ngài Viên Minh đưa ra đó để xây dựng. Cho nên ở ngoài thiền viện viên không á, là cái cây nào trồng ở đâu, cục đá nào ở đâu, cốc liêu nào ở đâu, nước lấy từ cái nguồn nào, là Quảng Không là người đầu tiên tìm ra và người đầu tiên trồng những cái cây đó, trồng rừng, trồng cả 10.000 cây giống vậy, phải một hoặc hai cây đó. Rồi dưới nền chánh điện hoặc những cái cốc liêu ở ngoài đó của Ngài Hộ Pháp á, thì hồi đó cái cốc của Ngài Hộ Pháp á, Quảng Không là vác những cái tấm ván lên để xây dựng cái cốc. Rồi sau này là Ngài Hộ Pháp ở đó, và cái hồ nước ở cũng vậy. Còn không là đề nghị Ngài Hòa Thượng Viên Minh là chặn ngang cái hồ nước đó để chặn để giữ nước. Mà chúng lại là Quảng Không là người đầu tiên ra viên không. Khi đó thì không có cái chỗ ở, còn không để chui vào trong cái hang đá để ở. Rồi mới làm cái chòi nhỏ nhỏ để đựng xi măng, để kêu thờ thầy tới để xây dựng. Rồi một năm rưỡi, hai năm sau thì gần hoàn thành rồi á, thì Ngài Viên Minh mới còn không mới thấy thôi thì mình lo cho bản thân mình để học kinh kệ tu tập. Rồi thì xin Ngài Viên Minh về Lâm Đồng. Thì Ngài mới nói là thôi thì còn cả 15 ngày nửa tháng nữa thì hoàn thiện rồi. Rồi còn không ở đó mà quản lý thiền viện Viên Không này đi, thầy giao cho Viên Không, Viên Không lại cho còn không. Nhưng mà còn không thầy thôi, xin về trên Lâm Đồng á để nhập thất. Dạ, nhập thất một thời gian, dạ, để mà học kinh kệ. Chứ bây giờ mình nói mình là một tu sĩ đi tu mà rồi kinh kệ mình chỉ biết cái số bài kinh để mà tụng đọc trong những cái thời công phu thôi, rồi còn biết bao nhiêu là những cái bài kinh khác mình chưa biết tới, chưa nghe tới. Cho nên còn không thu thập được một số kinh điển về Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tăng Chỉ Bộ Kinh, Tứ Bộ Kinh, Tiểu Bộ Kinh, rồi lên trên Lâm Đồng xin Ngài chủ trì là nhập thất ở trong cốc, là chỉ đạo chỉ có đọc kinh sách thôi. Buổi trưa là ôm cái bạc xuống dưới nhà ăn rồi quay lại rồi cứ ở trên đó. Rồi một thời gian ra sau thì Ngài Trị Đức đi thăm bà cụ thân sinh ở trên Đà Lạt, thì đi ngang về mới ghé thăm còn không, rồi đi nói về còn không là về ở với Ngài, còn không khi đó mới về Ngài. Bây giờ nói qua cái vấn đề thiền. Thì khi hành thiền á, khi hành thiền á mà hành đúng theo cái lời giảng dạy của chư Tôn Đức Tăng hoặc những cái vị mà cao tăng á, thì mình cứ ý cử trong những cái cuốn sách đó, cuốn kinh đó để mình hành.
Nhưng mà rồi những cái gì mình thấy ra hoặc mình biết ra trong cái quá trình mình hành đó, mình không biết nó là cái gì. Rồi sau này mình học về ví dụ phá bát thì mình mới thấy rằng à, nó là cái gì, nó là cái gì. Rồi khi đó mình hiểu được là trong 16 cái tuệ minh sát đó là nó là như thế nào, mình đang ở giai đoạn nào, mình có thấy đó là danh sắc hay không. Chứ còn được đó thì mình thấy, nhưng mà mình không biết nó là cái gì. Nhưng mà có hành thiền á thì mình mới thấy được. Nhưng mà nếu hành thiền mà không học ví dụ pháp thì mình thấy mà mình không biết nó là cái gì. Mà học như ví dụ pháp mà không hành thiền thì mình cũng không biết cái tập đó là cái gì, cái sinh diệt, cái sát na đó là cái gì. Đó là cái gì, cái nào nó sinh lên, cái nào nó diệt mất. Không thấy. Bây giờ mình nói về cái dòng pháp bánh gà chẳng hạn, hoặc là cái tóc hành tâm chẳng hạn, thì mình học, mình biết vậy á. Nhưng mình không thấy. Cũng giống như bây giờ một cái vị bác sĩ, họ nói bây giờ cái thời bây giờ nó đang dịch Covid, mình đâu có thấy Covid, mình đâu có thấy con virus đó đâu, không thấy. Nhưng mà mình vẫn cứ nói cái con virus đó, con virus Covid đó, nhưng mà chúng ta không thấy. Cho đến khi một cái vị bác sĩ, người ta dùng cái kính hiển vi để người ta soi, rồi người ta mới thấy. Nhưng mà thấy đó là thấy qua kính hiển vi. Thì cũng như vậy, bây giờ chúng ta nói là một gem, cái đo đồ cái chiều dài một gem, hoặc là về cái trọng lượng là một microgram chẳng hạn. Chúng ta nói vậy chứ chúng ta chưa bao giờ thấy được một microgram là như thế nào. Cũng giống như vậy, khi mà chúng ta hành thiền á thì chúng ta thấy, mà nếu không học ví dụ pháp thì chúng ta không biết là chúng ta đang thấy cái gì. Mà nếu chúng ta học ví dụ pháp mà không hành thiền thì chúng ta cũng không thấy, không biết được cái đó là cái gì, nó là như thế nào. Mà cái đó chỉ có bản thân của mỗi chúng ta trong cái quá trình học, quá trình tu tập cho chúng ta mới thấy được thôi. Nam Phong Bích Khai, dạ đạo tràng chúng con không còn nghe âm thanh của sư nữa. Dạ thượng tọa quán không có nghe được âm thanh con không? Dạ sư có nghe được âm thanh con không? Dạ cảm ơn Quang Thanh. Dạ cảm ơn Thiện Vũ, con tri ân sư. Dạ sư xuống mic hay là sư bị rớt mic và sư? Sư cho con một tín hiệu, nếu sư xuống mic thì thôi, mà nếu sư rớt mít thì con cung thỉnh sư cầm mít trở lại. Con đang lắng nghe sư về hành thiền mà sao con không còn nghe âm thanh nữa. Dạ con kính nhân mít đến sư ạ.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con kính lễ chư tôn đức tăng, kính chào quý cô quý tiền hữu trí thức tâm đạo tràng. Dạ, cảm ơn thiền vụ đã cho biết tín hiệu. Không biết sư có thể chia sẻ đến 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 lúc nào, không biết còn bao nhiêu phút nữa nó sẽ nhật huấn. Bây giờ là 6:16 rồi. À, cảm ơn sư Nhật Huynh, còn 14 phút nữa thì luôn tiện thì cũng cũng chia sẻ cho nên thấy trong trong đạo tràng của chúng ta mà học về ví dụ pháp còn không rất là hoan hỷ, rất là hoan hỷ. Bởi vì hành thiền mà không có học một cái số cơ bản nền tảng về ví dụ pháp thì chúng ta cũng sẽ rất là mơ hồ. Mà học ví dụ pháp mà không không hành thì chúng ta sử dụng ngôn ngữ thì theo trong kinh sách là như thế, nhưng mà chúng ta chưa chưa trải nghiệm được cái điều đó. Chúng ta sẽ trải nghiệm được cái điều đó thông qua cái pháp hành thiền về tự niệm xứ. Alo, quý vị con nghe rõ không ạ? Dạ, hồi mà Quảng Không mà phụ với ngài Hòa thượng Viên Minh để mà xây dựng cái viên không á, cái thiền viện viên không ở ngoài Bà Rịa Vũng Tàu á, thì hồi đó thì chỉ có một mình Quảng Không ở đó thôi, một mình Quảng Không là ông sư ở đó thôi, còn khoảng hai chục người đến 25 người là thờ mộc, thờ chẻ đá, thờ xây dựng, rồi thờ trồng cây, cây rừng. Thì trồng cây ở trên rừng, ở trên núi thì, hoặc là làm cốc liêu ở trên núi thì phải đi lên đi xuống. Một ngày là phải còn không phải chạy lên trên trên và cái viên không đó mà xây dựng, khởi công xây dựng năm nào thì viên không là còn không tới năm đó, cho đến khi nó gần hoàn thành thì còn không mới rời đi. Còn không nhớ rõ lắm nhưng mà cũng là lâu lắm rồi. Dạ, lâu lắm. Cũng phải là lâu lắm. Muốn nhớ, nhưng mà Quảng Không là cái người duy nhất ở đó. Khi mà ngài Viên Minh nhận đất ở ngoài đó thì ngài yêu cầu Quảng Không là ra đó để mà phù với ngài để mà xây dựng cái thiền viện Viên Không đó. Dạ không, cái thiền viện Biến Không đó thì 6-7 năm, mới khoảng 20 năm thôi. Yeah.
Dạ, cái thiền viện Viễn Không nằm ở xây dựng 675. Dạ. Dạ, alo, trong đạo tràng con nghe rõ ạ. Dạ, cảm ơn xin nhập quên. Dạ, ngài Viễn Minh á, thì hồi đó là ở Bộ Long, còn Quảng Không á, thì ở ngoài Viễn Không á, rồi từ thứ bảy thì ngài Viễn Minh mới mời ra Viễn Không, rồi đưa còn không báo cáo là tiền cát đã bao nhiêu, tiền công thợ bao nhiêu, rồi ngài đưa cho còn không để mà thanh toán cho người ta, thanh toán cái tiền công thợ mộc, thợ nề, thợ chẻ đá, thợ trồng cây, rồi tiền cát đá xi măng vân vân. Thì thứ bảy thì ngài mới ra ngoài đó, ngoài Bà Rịa Vũng Tàu, ngoài Viễn Không, rồi giao tiền cho Quảng Không để thanh toán cái chi phí trong quá trình xây dựng đó. Rồi chủ nhật sáng thứ hoặc là sáng thứ hai thì ngài quay trở lại Bù Long. Dạ. Rồi có cái gì xây dựng cái gì là xây dựng cái thế nào hay là làm cái gì thì ngài ngài nói dặn do rồi còn không là cứ làm theo cái điều mà ngài ngài chỉ dạy vậy. Thì cái thời ở đó mà còn không hay đi lên đi xuống trên núi hoặc là đi chỗ này chỗ kia vì đất nó rộng cho nên phải đi nhanh để giải quyết những cái công việc. Rồi có một lần khi mà còn không đi công chuyện thì khi trở về thì trong chùa thì nói ông sư nào xuống, ông sư nào đến, nhưng mà ngài Vương Minh thì ngài nói còn không đó. Thì ai cũng nói sao thầy biết được. Thì khi mà Quảng Không đi vào thì đúng là ai cũng nói ồ sao thầy biết được sư Quảng Không hay vậy. Thì ngài mới nói nhìn cái tượng đi của Quảng Không là biết à. Bởi vì hồi đó thì cứ đi lên đi xuống trên núi nhiều cho nên đi rất là nhanh. Cho nên ngài thấy cái tượng đi nhanh của Quảng Không thì ngài xác định là đó là Quảng Không, đó là ông sư Quảng Không. Cho nên tùy theo cái môi trường, tùy theo cái hoàn cảnh rồi nó thay đổi cái cách sống, cái đi đứng nằm ngồi của mình nó rất là nhiều. Rồi đến cái thời gian mà còn không về nhập hạ ở với ngài Hòa Thượng Hộ Nhẫn á, là thầy tế độ của Quảng Không á, thì sáng nào cũng phải đi bát. Sáng là ngày nào cũng đầu trần chân đất ôm cái bát đi theo ngài để đi bát, đi khất thực. Thì khi đó đi rất là chậm, khi đó ông mới nhận ra rằng trong cái môi trường nào đó, trong cái hoàn cảnh nào đó chúng ta sống, rồi nó trở thành một cái tập khí, nó trở thành một cái thói quen mà chúng ta cũng nhận biết đó. Thì bây giờ còn 6 phút nữa thì có lẽ cũng có lẽ cũng xin nhường mic lại cho chị Nhật Quân để chúng ta xin hoàn mãn chương trình sinh hoạt sáng hôm nay. Dạ, xa thủ, xa thủ. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Quán Không rất là nhiều đã chia sẻ về đời sống tu tập của sư. Bởi vì
À, quý vị biết không, lúc nãy mà thượng tọa Văn Khâm nói là ô học vi diệu pháp, nhờ thấy được cái cuốn sách của thầy Kinh thì sư mới biết được ngày kia mới thu thập được. Nhưng mà nãy giờ đạo tràng có nghe sư chia sẻ không? Bởi vì lúc nãy là Nhật Quỳnh nói thì con không có dám tin. Con không có dám tin tại vì quý vị, dạ quý vị thì mới vào đạo tràng vài năm thôi, rồi thì trong lúc đó thượng tọa Quán Không thì dám trong đạo tràng, nên là quý vị không có hiểu được sư qua quá trình hơn 10 năm về trước. Nên là bây giờ cứ ngồi yên nghe thuyết chia sẻ thì quý vị sẽ thấy lúc mà Nhật Quỳnh vào đạo tràng thì Nhật Quỳnh cũng đã biết sư đã từng đi Miến Điện, sư ở Viên Không, rồi sư về chùa Vũ Long. Mà thật sự hay nói là sư tu tập rất là khó khăn, rất là cực nhọc quý vị. Cuộc sống của sư rất là cực nhọc, mà đi tới đâu rồi cũng cứ xây dựng rất là cực khổ. Alo, đạo tràng còn nghe không? Dạ, cảm ơn Thiện Vũ. Thì Nhật Quỳnh biết là sư rất là cực. Như một thời gian sư ở chùa ở quận 9 thì cũng rất là cực, xây dựng ngày cực. Mỗi lần một sư cầm mít thì nghe chim hót biết lại xung quanh sư ra còn rừng núi rất là nhiều. Dạ, nên là nghe chim hót. Thấy mỗi lần mà thường tạo quán không cầm mít là nghe chim hót, mình cảm tưởng như sư đang ở trong một khu rừng. Nhưng mà nghe cũng rất vui, thay vì như ngày đi Đức thì mình nghe gà gái hay chó sủa, còn thường tạo quán không cầm mít thì nghe chim hót. Nên thực sự những vị mà tu lâu ngày ẩn tích thì nói vậy chứ không phải vậy đâu. Dạ. Như thiền tọa Quán Không chia sẻ, nếu mà học chi diệu pháp không hành thiền cũng không hiểu gì hết, mà nếu hành thiền mà không học chi diệu pháp không hiểu gì hết, nhiều đó đủ rồi ha quý vị ha. Dạ, chúng con thành kính tri ân thiền tọa Quán Không rất rất là nhiều. Dạ, bây giờ con xin phép được sám hối sau khi thính pháp, và sau đó thì con cung thỉnh thiền tọa Quán Không chúc cho đạo tràng. Chúc mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi kính pháp. Ua tam ăn ghê na quanh đê hăng ba đà phận xung và ruột tam ăn bước thầy vô gà đi tẩu đâu sau bước thơ khả mà tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi sần chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thanh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sát tội lỗi cho con. Ua tam ăn ghê na quanh đê hăng thẩm anh chất đức quý thần và răng thẩm về vô ca li tô đô sô thẩm mô ca ma tu tăng ma măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Ua tam ăn ghê na quanh đê hăng sẵn khanh cha đưa vị thoát tam ăn sẵn khê dơ khali tô đô sơ sẵn khô.